Sơn Tùng vẫn giữ nguyên status hẹn ước dành cho Thiều Bảo Trâm trên Instagram. Netizen đang xôn xao bàn tán trước thông tin Sơn Tùng xóa status tình cảm từng một thời bị đồn liên quan đến Thiều Bảo Trâm. Mới đây, mạng xã hội tiếp tục xôn xao trước tin đồn Sơn Tùng đã thẳng tay xóa một dòng status tình cảm năm xưa sau khi unfollow Thiều Bảo Trâm. Dòng trạng thái khi đó nhắn gửi tới một người đặc biệt với những câu từ vô cùng lãng mạn. Thế mà đợt Tùng tuyên bố trên King Live là tự hào khi chưa bao giờ xóa những gì đã đăng. Buồn, thất vọng quá Sơn Tùng ơi, chắc sợ Hải Tú ghen, netizen xôn xao bàn tán. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu thì trên thực tế, status trên của Sơn Tùng chưa từng bị xóa khỏi Instagram cá nhân. Sự việc trên chỉ là tin đồn không đúng sự thật. Hiện tại, mọi động thái của Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm, Hải Tú đều được netizen đặc biệt chú ý. Người trong cuộc vẫn chưa một ai lên tiếng nói rõ về lùm xùm tình cảm này. Nguyên văn chia sẻ năm xưa của Sơn Tùng như sau. Khi tôi yêu em, tôi muốn làm tất cả mọi thứ cho em. Tôi muốn là người làm em hạnh phúc nhất. Tôi muốn là người làm em cười tươi nhất. Tôi muốn là người ở bên em để em dựa vào khi em buồn. Tôi muốn là người bảo vệ che chở cho em. Tôi muốn là người cuối cùng cầm tay em, trao cho em chiếc nhẫn đính hôn khi ta 28 tuổi. Tôi muốn nhiều lắm. Nhưng có lẽ tôi nên cất điều đó đi để em có một tương lai tốt hơn. Quyết định xa em là điều độc ác, tàn nhẫn nhất mà tôi dành cho bản thân mình. Nhưng em yên tâm, ngày 14 kỷ niệm chúng ta hàng tháng, tôi sẽ tự mình làm một điều gì đó để nhớ đến em. Có thể đi ăn thịt bò, bánh canh, đồ ăn Thái hay Nhật. Chỉ cần những thứ đó là thứ em thích. Như vậy có lẽ là quá đủ. Xa em nhưng tôi vẫn luôn theo dõi em, chỉ là không phải ở một khoảng cách gần như xưa. Xa hơn một chút xíu thôi mà, âm thầm bên em. Đặc biệt, Thiều Bảo Trâm cũng ấn nút thả tin bài đăng này của Sơn Tùng. Thời điểm đó, cả hai đã bắt đầu vướng nghi vấn hẹn hò. Năm cũ sắp qua, nhưng biến vẫn chưa hết với Sơn Tùng và công ty của anh. Theo diễn biến mới nhất cho thấy, không chỉ kênh YouTube hay MV của Sơn Tùng MTP bị tổn thất, mà ngay cả công ty của nam ca sĩ cũng có thể bị vạ lây giữa drama trà xanh. Cụ thể, vào sáng ngày 27 tháng 1, cư dân mạng truyền tay nhau bức ảnh fanpage MTP Entertainment với phần đánh giá bị ẩn. Cùng với đó là thông báo từ Facebook, chúng tôi sẽ xóa trang này. Nguyên nhân được đưa ra là do trang fanpage của MTP Entertainment nhận được số lượng đề xuất nhiều bất thường. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại, phần đánh giá này đã biến mất hoàn toàn trên fanpage. Thực hư sự việc đến nay vẫn là một ẩn số, nhưng nhiều netizen cho rằng ekip của Sơn Tùng đã kịp thời ngăn chặn, tránh những tổn thất mà drama này mang lại. Tuy nhiên, rất có thể, ngay từ đầu đã không có phần đánh giá ở fanpage như trong ảnh và nhiều khả năng đây là sản phẩm của Photoshop. Được biết, đa số lượng vote 1 sao hiện tại mà fanpage nhận được đều đến từ việc gà cưng Hải Tú đang bị cộng đồng mạng tẩy chay. Hiện phía công ty của Sơn Tùng MTP không hề có phản ứng nào trước drama này.